Đây cô chú ơi, bữa nay có một màn mới nha cô chú, ăn bánh mì chấm đường nha cô chú nha. À, trời trời trời, sao quẹt vô áo. Trời đất ơi, cái khăn giấy thì lúc nào cũng có mà lúc nào cũng quẹt vô áo là sao? Là sao chấm cơm? Đây chị hai, đó, bánh mì nướng lên là cô chú này, chấm đường nè, khoái lắm, khoái bánh mì chấm đường, đúng rồi, phải ăn như vậy mới biết cái tuổi thơ của mẹ nha con. Đây nước, nước đây con uống đi. Ủa hết nước rồi hả? Thì mẹ chế nước vô cho. Làm gì? Giờ quá trời luôn á. Ăn hồi nãy giờ mà như vậy là cũng ngon lành lắm á cô chú nha. Tuổi thơ của mẹ ngày xưa mẹ ăn bánh mì chấm đường hả cha? Mẹ thích lắm á cha. Ăn tiếp đi con. Cái bánh mì chấm vô đường ngon lắm á con. Cái gì vậy? Bậy à, bậy chơi này, bây giờ lấy cái camera lên quay nó, cái đó làm tầm bậy nó chơi rồi, có được không? Thôi tắt camera không quay nữa. Quay không? Có muốn mẹ quay không? Quay thì ăn đàng hoàng, lấy bánh mì chấm sữa ăn đàng hoàng. Trời đất ơi, coi kìa, quay mặt qua đây coi coi, tóc ra coi. Khoái nó là nó xạo xạo, nó khoái ăn đường đó, nó là con công này là chúa mê ngọt nè cô chú nè, chúa mê ngọt, chúa tể của lòi mê ngọt, giống y chang ba nó vậy đó, ăn kẹo ăn đồ. Trời đất ơi, thôi rồi rồi thôi, không ăn bánh mì mẹ dẹp dẹp ngay, không bỏ bánh mì vô miệng ăn đàng hoàng, liếm miếng đường bỏ bánh mì vô ăn, lẹ lên ăn cái kiểu đó là mẹ không cho ăn nữa nghe chưa. Thôi cất. Thôi bánh mì, chấm bánh mì vô ăn. Đúng rồi. Cắn miếng bánh mì vô, lẹ lên. Đúng rồi. Mẹ không quay con ngồi con ăn đàng hoàng. Mẹ bấm máy rồi mẹ quay cái là con bắt đầu con. Mẹ bấm máy rồi mẹ quay cái là con bắt đầu con có chuyện con liền à. Rồi nè, cầm đi, cầm chui đi. Con tự chui đi. Con tự cảm nhận được là chừng nào có đường rớt xuống hết. Tự chùi đi. Làm sao cho tối nay kiến bù lên đi ha, ba tha hai mẹ con đi luôn đi. Oh my god. Con tự làm á hả chị? Yeah, trời đất ơi. Oh, hay quá ta ơi. Cái cá sấu con nào, cá sấu con đó hả? Sao nhỏ quá vậy, con làm gì của con nhỏ xíu à? Trời ơi, nó đứng nó biêu từ hồi nãy giờ đó cô chú, tôi mới đi quay lưng tôi làm công chuyện xong nó đứng nó biêu được như vậy nè cô chú nè. Oh chị đi, look at who's calling you. Oh. Hi, you wanna come in here? Oh, JD, be careful. Oh. Come in my house. Audrey, come in here. Oh, Audrey, you want to come to her house? Oh. JD, you want to come to her house? Come on, JD, come on. Okay. Đứa thì nói hả, kêu mày qua nhà tao, đứa thì kêu mày tao qua nhà mày, mày qua nhà tao. Cuối cùng JD phải qua nhà Audrey. Mẹ nó đẩy tới đây, cái kia nó kêu mẹ nó dừng lại để vô kêu JD. Thank you, bye bye JD. Bye. Bye. Trời ơi, có được đời không? Bye. Đây nè cô chú ơi, không có tính đưa cho chay đi ra ngoài đây chơi đâu, mà hả đang đi công việc, đang đi công việc tới một cái chỗ này mà chay muốn ghé vô park chơi, nên là cho chay ghé park chơi chứ trời lạnh lắm á cô chú. Cô chú coi nè, ngoài trời có 12 độ C thôi nè. Ôi trời 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 trời. Ui chào ơi chay ơi. Hello. Be careful. Be careful. Yeah, be careful. Hanging like a spider. Thằng bé nó đang đu giống y như là à, con nhện. Trời trời trời, coi kìa. Baby, gotta get closer. She's gonna fall. You never know. Right? Okay. Catch her. 1, 2, 3. Ui, giỏi. You gotta lift your feet. Nó làm tôi. Nó làm tôi không ấy thì baby, go closer.
chồng mà bánh ý y dễ sợ luôn á. Yeah. Isn't it? She's good. She's good, but it's scary. You never know. You never know. That's what called accident. Right? You can you can say it. Yeah. That's why you call it accident. Are you going up? She's amazing. You coming down, Elijah? Trời ơi, nó làm tôi sợ. You gonna come down? Okay, baby, you hold the camera and I take her. You just make my heart beat. I just make your heart beat. Okay. Okay, feet up, JD, feet up. Okay, now his turn, okay? I'm gonna catch him too. No? You want your mom? Okay. Yes, you want to. I'm his grandma. Oh, grandma. I'm sorry. That's all right. He pointed at me. Oh, now he wants you. Oh, you want me? Okay, you got me. Go ahead, you are right. I can't. Go ahead. JD's right there too. JD, move. JD, move. Go. Okay. Go, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. You can do it. Yay. Let's do it. Yeah. Playing games. You can do it. Let's go. Come on. Go. Go, she said. Okay, yeah, it's down, down here. Like it's down here. Spiders go down really quick. Yeah. And shoo, slide right down. Let's go. Yeah. You can do it. Nah. Be careful. No, don't fall off the side there. No, don't jump off. Yeah, spiders do. Yeah, well, not you. You come down. JD, watch out! JD! Yeah, she's gonna go down. Let's go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Woo! Good job. Good job. Okay. Mommy's going to catch you. Woo! Wow. Yay. Okay, Mommy, here. Daddy, she likes Daddy catching her. Oh my God, it's cold. Oh my God, yeah. My hand is cold. Lạnh quá mọi người ơi, cái tay Ngọc quá. Lạnh quá. Giờ mới có 12 độ mà lạnh gì rồi đó. Rồi. Lại lên. Ui giời. You got it. Yes. She gonna be 3. Oh, she gonna be 3. In couple she's weeks. So yeah. Look at me. You need okay. Come on. Cô đó cô hỏi anh trai mấy tuổi. Yes. You don't need a catch. You're going so slow. Cái cô đó cô nói hả anh trai 2 tuổi chưa? Ngọc nói không, trai vài tuần nữa 3 tuổi rồi. Cô nói hả nó nhỏ xíu à, cái con nói cái Ngọc nói. Ngọc nói là hả bà nhìn tôi đi, tôi có bự không? Cái bà nói ừ đúng rồi, nhưng mà hả nó có nó gan quá. Nó nhỏ mà nó gan dạ quá. Bà này là bà nội của con bé, à, bà ngoại bà nội gì của con bé đó. Chứ không phải mẹ, mới đầu tưởng mẹ. JD. You gotta be careful, honey. Fast. Yeah, you're going fast. Fast. How old is he, though? Yeah. He's 3. He turned 3 in June. Oh, bé đó là hồi tháng 6 là 3 tuổi rồi. Baby, go catch her. Hồi tháng 6 là 3 tuổi, có nghĩa là lớn hơn chay okay, 5, right, 6 tháng. JD? Lớn hơn chay 5 tháng. JD, count to 3. That's a quick 3. 1, 2, 3. Are you gonna go climb the jumbo gym? Có muốn chơi khác không? Gì vậy trời? Bà này bà làm biến, bà là bà làm biến người ta, ta đi đường đó, bà làm biến đi đường này. Tôi nói bà y chang mẹ, bà không sai chút khác một cái line nào ấy vậy trời. Tôi nếu mà là tôi cũng đi y chang vậy luôn á. Nó khỏe mệt quá đi đường kia chi cho nó xa. Now you gotta go around.
con bé con trai á, cái tính nó là nó y chang Ngọc luôn á, chứ còn mọi người coi mọi người biết nó là cái tuổi thơ của Ngọc đó. Bà gan dạ mà bà. Bà xấu xạ. Bà đánh đá bà làm ghê. Rồi đó bà đó. Đó anh ta đi đường kia thấy không? Tăng trai người ta đi đường kia. Còn bà mới đi đường đó và được đời phải không? Còn mấy người làm vậy là mấy đứa kia thấy thấy nó đi đường. À. Nó thấy thằng bé nó đi đường đó, thằng bé nó nói giờ nó muốn đi đường đó. Ngọc nói, Ngọc mới chưa nói dứt xong nữa. Chưa nói dứt xong nữa là chay là chay, chay set trend đó nha cô chú nha. Ô xạo. No, she's a trend. She's a trend setter. Trend setter. Đó. Cho vừa. No more. Watch out, JD. Lâu quá rồi chưa. Lâu quá rồi nó chưa được có đi đi công cái gì đó, công viên đó cô chú. We don't want you to go up that way anymore, okay? I want to step on it. No, you can't step on it. Here, you want to hang? I want to step on it. You want to hang? Rồi, chơi cái này đi. Chơi cái này à. Tới cái này tập tạ cho thể lực cơ bắp đi. Wow, cô chú nhìn kìa. Wow. I'm tired. Yeah, it's tiring. Nó nói I'm tired. Nó nói con mệt quá. No. Tự nhiên lại góc nó đứng chi trời. Trời ơi, đứng là phải đợi lên lại lại cái góc nó đứng. Bye bye. Nice to meet you. Yes, thank you. Okay, they're going. We gotta go.